Hôm nay là chủ nhật, khoảng chừng 9 giờ sáng à. Mà nắng đã lên cao vậy rồi đó. Là tháng đầu của mùa xuân Sydney, Úc Châu. Trời hôm nay tốt. Và sáng là đã có nắng ấm rồi đó. Thì mình mới sực nhớ tới những cái cây sen mà mình trồng. Cây sen trồng làm sao thì mình có nguyên một cái playlist, nguyên một cái playlist của mình luôn, là trồng sen từ hạt. Lúc đó mình cũng muốn thí nghiệm chơi thôi hả, là mình đã đặt mua hột giống ở trên eBay á, từ bên China luôn. Thì nó có nhiều loại giống lắm. Nếu mình nhận những cái hạt, những cái bông sen mà loại đẹp, loại bự lớn á, thì nó cũng mắc tiền. Nếu mà mình thử á, mình thử đầu tiên mình thử á, thì thôi mình thử những cái loại rẻ rẻ trước đi, để gì nếu mà nó có chết á, nó không thành công á, thì cũng không có uổng vậy đó. Thành ra mình chỉ mua cái loại mini và một cái loại sen lớn một chút, rẻ rẻ thôi, để mình thử. Mà thì mình thử cũng nhiều lần. Hạt sen á, mà nếu mình trồng từ hạt á thì nó cũng dễ nảy mầm lắm. Mình tìm mọi cách, bằng cách này hay cách khác. Thí dụ như mình lấy hạt sen á, mình mài cái đít á, mài bên cái đầu tròn á, tại vì hạt sen thì nó có hai cái đầu, một cái đầu tròn và một cái đầu nhọn. Thì mình sẽ đào cái đầu tròn, đào cho tới nó mỏng, thật là mỏng luôn. Dạ. Rồi mình mới ngưng lại. Rồi mình mới kiếm cái dao hay một cái đồ nào nhọn nhọn á, mình khều nhẹ nhẹ nó, để cho mình khi mình ngâm nước á thì nó dễ thấm và nó rất là dễ nảy mầm từ chỗ đó đó ha. Thì mình đã thử mấy lần. Thì mình thử mấy lần thì đều mọc mầm lên hết. Nhưng mà cái mà khó nhất á là nó mọc thành cây, rất là khó. Về sau á thì mình mới biết là mình phải coi cái cây hạt sen của mình nó nảy mầm rồi, nó cũng chưa chắc là nó mọc đâu. Chừng khi mà mình thấy nó có rễ ra thì lúc đó mình mới bỏ xuống cái chậu đất sình. Thì hồi đó lúc mình bỏ xuống á, thường thì mình chỉ thấy nó mọc cao, thật là cao, cái cành cái lá đó cao thật là cao như vậy nè, là mình bắt đầu bỏ xuống rồi. Nhưng vậy nó đó không phải, không được, nó không sống. Sau thì mình để cho rễ luôn, cho rễ nó bắt đầu ra luôn thì mình mới bỏ xuống đất cái sình. Mà mình cũng có một cái video nói đó, đất sét á, khi mình ngâm ở trong nước á, ngâm khoảng chừng một tuần đi hay là gì đó, lúc nào mình chuẩn bị, mà lúc mà mình vừa làm hạt giống đó thì lo ngâm đất sình, đất sét đó, thì ngâm cho tới nó nhão ra luôn, nó nhão ra thành đất sình thì bắt đầu mình trồng nè. Bởi vì á, nó cần phải chôn cái rễ xuống dưới đất sình đó đó, chỉ có đất sình mới giữ nó được, giữ cái rễ nó được, không thôi nó cứ nổi lên hoài à. Đó thì nói là cái câu chuyện của mình á hôm nay á, là những cái gì mà mình trồng á thì là mình đã có ghi lại trong video hết trơn rồi. Còn hôm nay á là sau mùa đông, mình ra mình coi lại cái chậu của mình coi nó làm sao. Thì thường thường sen nó không có chịu được lạnh, bởi vì nó ở cái xứ nóng mà, cho nên mùa đông á, ai mà trồng ở bên này á đều phải đem vô nhà hết á. Nhưng mà mình lại không muốn đem vô nhà, là tại vì nó mất công quá, đem ra đem vô nặng nề, với lại có nước rồi khó khăn cho mình quá. Thôi mình cứ thử đi. Thì mình đã thử suốt mùa đông vừa rồi, lạnh lắm. Mùa đông năm nay thật là lạnh, dưới 10 độ khoảng chừng, có những cái đêm lạnh xuống khoảng 4 độ á, lạnh lắm, rất là lạnh. Thì sen của mình thấy nó chết queo hết trơn. Thì mình nghĩ là năm nay chắc mình không còn sen nữa rồi. Nhưng mà không ngờ là mấy bữa nay trời mùa xuân á, thì mình đã thấy những cái lá non nó mọc lên. Mà sở dĩ nó có màu đen á, màu đỏ đỏ đây là tại là cái ngay cái hướng này nắng quá, cái hướng nhà mình nắng đó. Và cái chậu này trước nhất á, là mình cũng muốn nói là chậu này là cái chậu gốc, chậu mẹ đó. Khi mình trồng là mình trồng vô cái chậu này nè. Trong những cái video trước á, mình có những cái lá, những cái cây sen rất là tươi tốt, nhìn đã lắm, nhìn mắt mắt lắm. Thì mình cũng để ở trong cái playlist trồng sen của mình á. Thì đây là cái chậu mẹ. Xong thì khi mà nó mọc đầy nghẹt hết trơn, không còn chỗ nữa đó, thì mình mới nghĩ là mình cần phải sang qua những cái chỗ khác. Cho nên mình đã sang ra hai cái chậu. Và
Và hai cái chậu đó bây giờ là như vậy nè. Cái chỗ kia thì nó mát hơn, thì nó cái lá màu xanh đẹp hơn. Đây, đây. Cái này cũng là một cái bình, cái bình đựng nước thôi. Cái mình cắt cái miệng ra. Đáng lẽ sen của mình phải trồng ở trong những cái chậu sứ rồi cho nó sang trọng lắm kìa. Thì bông hoa là vậy đó, nó đẹp là một phần rồi, chậu đựng nó đó là một cái, đóng một cái vai trò rất là quan trọng luôn. Là khi mà hoa đẹp, hoa sang thì cũng nhờ cái chậu đó. Chứ bây giờ nó đã đẹp rồi mà đi trồng nó vô trong cái thùng xấu vậy, làm sao mà nó sang cho được, nó đẹp cho được, phải không? Đó, thì bây giờ mình chỉ đang học cái cách trồng sen thôi. Đây nè, coi nè, bên kia thì lỡ lồm, tại vì ngay cái hướng nắng hoài, hướng nắng gắt quá. Còn bên đây thì nắng buổi sáng tốt quá, mà nó lại buổi chiều thì nó được cái những cái chậu lớn án đó đó, cho nên nó tươi tốt hơn nhiều nè. Đó, như vậy thì mình cũng nhìn, cũng từ từ mình cũng học kinh nghiệm ra được là mình phải trồng ở chỗ nào cho nó thích hợp. Đây là những cái lá sen mới mọc lên luôn đó, mùa đông chết queo. Thì ra mình nói là như vậy, mùa sen có thể sống lại sau mùa đông với cái điều kiện là mình phải để nó ở phía dưới cái hiên. Có nghĩa là ở đây nắng gì, ở phía sau nhà thiệt, nhưng mà ở trên nó là một cái mái hiên, mái che đó. Là có mái che đó. Đó. Nó nắng cho che là vậy đó, thì còn đỡ một chút. Xong rồi thôi, vậy thì năm tới, cho mùa đông năm nay á, mùa đông năm tới đó, thì mình sẽ lấy đồ mình trắng nó nhiều hơn. Mà mình nghĩ năm nay đã chịu được, thì năm tới càng lúc thì nó đã quen khí hậu đi. Tại vì có mấy lần mình lên trên mình thấy người ta cũng trồng ngoài trời đó, cho mình suy nghĩ ô chắc cũng không sao, không đến nổi đâu. Dạ được nè, cái này nó giống như nó cái củ ở dưới đó, cái củ sen ở dưới đó, nó lại mọc tiếp nè. Đây nè, sắp sửa lên nè đó, cái lá của nó nè, lá non nè đó. Nhưng mà bây giờ mình nhìn thì mình cũng không nhớ nữa, vậy là mini hay là cái bự nữa nè. Thì mình trồng hai giống luôn và chưa bao giờ mình nhìn thấy bông nó ha. Cái đó là mình không có giỏi rồi. Những người ta giỏi, người ta trồng ra bông, chứ mình chưa bao giờ luôn. Nổi cái ra cái lá tốt thôi là đã khó rồi. Rồi bây giờ là cái này là cái bồn thứ hai ha, cái bồn mà mình đã sang qua đó. Thì rốt cuộc cái bồn thứ hai khi mình sang qua nó lại tốt hơn là cái bên chậu mẹ nữa chứ. Rồi bây giờ tới cái chỗ thứ ba, tại vì mình phải gây giống nó mới được, chứ không thôi nó mất luôn á. Thì mấy bữa rồi mình thấy nó nằm ở trong bóng mát này quá đó, thì nó là hình như có rong, thì nó màu xanh. Nhưng mà không sao, hồi sáng nè, bây giờ mình nắm nó lên nè, đó, nó có sự sống nè. Đó, cái cây này là cái lá sắp sửa mọc nè ha. Thôi như vậy thôi, mình ngừng cái video ở đây ha. Tại vì á, mình chỉ mới nói là cái sen của mình á đã sống được sau mùa đông, và ngay cái chỗ thích hợp thì nó coi tươi tốt hơn nhiều. Vậy thôi nha, bye. Video này chỉ là nói vậy thôi, chứ không phải là dạy cách trồng, chỉ nói về kinh nghiệm của mình. Bye.